chấp nhận những bữa ăn rất là nhanh và an ủi rằng miễn đủ chất là được. Nhưng mà không đâu, cái thói quen ấy nó sẽ kéo dài. Mà chúng tôi vẫn dùng cái từ quen thuộc là đói tình dục. Đàn ông, cái cảm giác đỉnh điểm của họ có thể đạt được trên 80% trong cuộc yêu. Nhưng phụ nữ thì không. Điều đó nó sẽ làm cho người phụ nữ Việt Nam của chúng ta vừa yếu về cảm xúc trong tình dục và vừa thiếu. Thay vì người đàn ông làm một mạch cho nó xong thì anh ấy làm và anh ấy quan sát một chút thôi. Chẳng may đi sớm hơn, đi bước nhanh quá thì anh ấy dừng lại vài lần như thế, cho đến khi thấy cô ấy có những dấu hiệu cô ấy bật đèn. Ấn Độ có một câu rất hay: nếu như thời gian làm tình của bạn là một thì cái thời gian chuẩn bị phải gấp 9 lần. Kinh nghiệm của ông bố giúp con trai mình nữa. Vợ nấu ăn dở ẹc thì vẫn phải nói là tạm được. Nấu tạm được phải bảo là ngon, và nấu ngon thì bảo là tuyệt vời. Từ bác sĩ, chúng ta cũng cảm thấy rất là cảm thông chia sẻ cho nhiều cặp đôi. Không phải người ta thích ăn mì ăn liền, nhưng mà đôi khi vì hoàn cảnh, vì cuộc sống bận rộn, vì công việc, vì không có thời gian, mà tội nhất vẫn là không có không gian. Khi mà gia đình chật chội, nhiều khi người ta muốn thể hiện cái cảm xúc ra bên ngoài, người ta cũng không có dám. Rồi theo năm tháng, hình như là nó cũng bị chai lì cái cảm xúc đó đi luôn. Và rồi thì bắt đầu có thêm con cái nữa. Hàng loạt những cái câu chuyện khiến người ta phải chọn lựa cách yêu nhanh. Nếu như mà họ bị ép yêu nhanh như vậy thì không biết là cuối cùng chất lượng của cuộc yêu đó ra sao thưa bác sĩ? Chắc chắn rồi. Người ta cứ nói rằng thói quen lúc đầu thì như cái mạng nhện, về sau nó như cái cuộn dây thừng ấy. Thì mới đầu cũng chỉ nghĩ là vài cái sợi tơ nhện mình có thể gạt qua. Thôi kệ chứ. Phòng chật một tí hay là tiếng ồn có thể làm cho các con thức giấc, hoặc là cái tiếng rung của cái giường có thể làm phiền cái tai người giúp việc hoặc là người thân trong nhà. Và người ta cứ cố rón rén và người ta cứ cố tăng tốc hoặc là chấp nhận những bữa ăn rất là nhanh và an ủi rằng miễn đủ chất là được. Nhưng mà không đâu, cái thói quen ấy nó sẽ kéo dài và dẫn đến thì người ta tạm chấp nhận một cái ngưỡng thấp hơn về tình dục. Mà chúng tôi vẫn dùng cái từ quen thuộc là đói tình dục. Và cái đói này nó ảnh hưởng nhiều hơn đến phụ nữ. Bởi vì đàn ông, cái cảm giác đỉnh điểm của họ nó rơi vào cái sự xuất tinh. Hay cho là kiểu gì thì họ cũng có thể đạt được trên 80% trong cuộc yêu. Nhưng phụ nữ thì không. Họ phải có thời giờ để đánh thức cảm xúc. Họ phải có thời giờ để người chồng dìu họ từ trên đỉnh ấy xuống lại cái giường. Chứ không thể nào để họ lơ lửng ở leo cây được. Thế cho nên về lâu về dài thì cái này nó sẽ làm cho người ta tạm hài lòng với cái thứ hạnh phúc rất là nhỏ nhoi, mỗi ngọn nến leo lét trong cái tình chăn vốn. Và vì thế thì cái một cái con người thầm kín nào đó ở trong người họ không bao giờ được đánh thức, không bao giờ được phát triển và cũng chẳng thể nào mà có thể hài hòa và cuồng nhiệt, hoang dã và đầy sức sống, đầy sức mạnh với người bạn đời. Ví dụ như chúng tôi thấy là điều đó nó sẽ làm cho người phụ nữ Việt Nam của chúng ta vừa yếu về cảm xúc trong tình dục và vừa thiếu trong cái bữa ăn hàng ngày. Thế cho nên khi mà yêu nhanh mà bị kéo dài do hoàn cảnh, do những điều kiện như thế thì về lâu về dài nó lại làm yếu đi cái sức sống tình dục của đôi vợ chồng. Vậy thì bác sĩ ơi, có cách nào để vừa nhanh mà vừa hoàn hảo hay không ạ? Chúng ta tạm chia ra làm hai loại nhanh đi. Đó là cái loại nhanh mà do lực bất tòng tâm. Vâng, cùng với thời gian, stress, áp lực tâm lý, sự cạn kiệt của cảm xúc, nhàm chán về tâm lý làm cho người ta bị thi lại hai môn sinh và lý. Vẫn thành nói đùa là yếu sinh lý. Thì trong trường hợp này, các nhà khoa học, đặc biệt là cặp vợ chồng William and Master Johnson đã đưa cho các cặp vợ chồng cái bài tập luyện cái cơ cực khoái. Cái bài tập này có thể luyện bất cứ lúc nào. Vâng, đó là hãy cứ thử một lần tưởng tượng rằng mình đang nín vì tiểu. Vâng, và vì thế thì bạn hãy tập là nín tiểu trong một vài giây, giữ cái cơ ấy lại, rồi sau đó lại tái lập lại, cứ làm như thế vài lần. Và càng về lâu, về dài thì mình càng cố kéo dài cái thời gian này nín lâu hơn. Ví dụ lên đến tận 8 đến 15 nhịp chẳng hạn. Và bạn cứ làm như thế trong vòng vài chục phút. Thì cùng với cái việc mà bạn rèn luyện cái bài tập cơ cực khoái ấy, cơ đáy chậu ấy, thì nó cũng có thể giúp cho các cặp vợ chồng trì hoãn hơn, kéo dài hơn cái thời gian chăn gối. Chưa hết, một bài tập thứ hai cũng thú vị, đó là bài tập
stop, start, stop, start. Tức là bắt đầu, rồi bắt đầu, ngừng. Vâng. Điều này rất có lợi cho người phụ nữ. Tức là thay vì người đàn ông làm một mạch cho nó xong, thì anh ấy làm và anh ấy quan sát một chút thôi cái đáp ứng của người vợ. Và nếu anh ấy đã chẳng may đi sớm hơn, đi bước nhanh quá, thì anh ấy dừng lại. Cái kỹ thuật dừng này còn tùy vào từng người đàn ông. Có người thì nín thở, có người thì đếm từ 1 đến 10, có người thì đành phải rút quân ra rồi chờ một chút. Nhưng mà tất nhiên trong lúc đấy vẫn có thể vuốt ve vợ vào những vị trí khác, từ việc hôn, ôm ấp đến những cái điểm nhạy cảm khác. Và khi anh đã bình tĩnh trở lại thì anh lại bắt đầu thâm nhập, và cứ thế đại star lại bắt đầu cái cuộc yêu và stop star vài lần như thế, cho đến khi thấy cô ấy có những dấu hiệu cô ấy bật đèn cho biết là đã gần đến đích rồi thì anh ấy sẽ tăng tốc. Và điểm thứ hai, nếu đấy là cái việc mà tăng tốc, đạt tốc độ nhanh chỉ vì do hoàn cảnh như chúng ta vừa nói, phòng ốc, thời gian, không gian, con cái, công việc, vân vân, thì thưa bạn, người Ấn Độ có một câu rất hay: nếu như thời gian làm tình của bạn là một thì cái thời gian chuẩn bị phải gấp 9 lần. Nói như thế thì nếu mà thời gian khôn 3 năm dạy 1 giờ, cứ cho là cái thời gian đấy nó 1 giờ đi nhá, thì có phải là cái thời gian chuẩn bị mất 9 tiếng thì còn thời gian đâu mà ngủ và làm việc. Đúng ạ. Vâng, cho nên phải hiểu một cách rất là bóng ở đây. Có nghĩa là người đàn ông và người đàn bà sẽ khởi động cái cỗ máy tình dục của mình ngay từ sáng sớm khi họ tạm biệt nhau ra khỏi nhà đi làm. Một cái hôn chẳng hạn, một lời khen, một cái vài mẩu tin nhắn trong thời đại công nghệ thông tin này, rồi kinh nghiệm của ông bố giúp con trai mình nữa. Vợ nấu ăn dở ẹc thì vẫn phải nói là tạm được. Nấu tạm được phải bảo là ngon, và nấu ngon thì bảo là tuyệt vời. Lời khen như thế sẽ là cái gia vị khởi động cho cái máy của cô ấy trước khi lên giường. Thế rồi sau đó hãy đừng để cái ngón tay và chỉ cái mắt của mình vào những cái không gian công nghệ cao. Và tay phải để vuốt ve vợ và chồng, chứ không phải là lướt trên bàn phím. Và mắt phải là nhìn vào mắt nhau, thì cái việc mà người ta chuẩn bị cho nhau và dành sẵn cho nhau, nghĩ về nhau và đặc biệt là cảm thấy khao khát cái giây phút ấy, nó sẽ là cái gọi là khúc nhạc dạo đầu, mặc dù có thể không hiện diện bên nhau đâu, và làm cho cái việc ân ái chỉ là cái khâu cuối cùng là đi vào trong nhau để hoàn tất thôi. Thì với những cái cách như thế, người ta vẫn có thể làm thỏa mãn được người bạn đời và làm tăng cái chất lượng tình dục lên.